Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bình Minh Homely Squad. Thì ngày mai là tụi mình sẽ đi múa khai trương, gồm có combo là cổng phao và múa lăn. Thì hôm nay tụi mình đang chuẩn bị là xếp chương trình, đó chính là bơm cổng phao lên. Mình đang vệ sinh cổng phao rất là bự, lâu rồi không được dùng tới do dịch bệnh khá là nhiều. Cái là căng thẳng, bây giờ phải leo lại từng chút một. Bên đây là đạo hình các chữ, để xíu nữa tụi mình dán lên. Thì hôm ngày mai là tụi mình múa khai trương nội thất xanh, nên các chữ đều được cắt là chữ màu xanh. Đứng nó nhúng luôn. Đã. Nó nhúng cái mé. Đó thì bữa nay tụi mình phải chuẩn bị trước cho ngày mai, chứ không phải kêu đi múa lăn là sáng mai múa là sáng mai dậy đi đâu. Rồi phải chuẩn bị rất là nhiều. Đây là kèo khai trương cũng lớn. Để bây giờ là tụi mình sẽ tắt mé, khi nào mà dán xem thì mình sẽ quay thử. A few moments later. Rồi, cuối cùng thì thành quả sau khi dán của tụi mình. Mấy khó thấy quá, chữ bị táo mất rồi, nền chữ màu xanh, mãi quay ngược sáng nữa. Ngày mai ra kia sẽ dễ thấy hơn. Day 2 chụp hình quên. Nhăn này dứt bánh lên, dứt cái bánh lên, dứt lên bọc bánh luôn, bọc bánh. Đục. Hello, cha anh Lão. Hello. Anh em đang tụ tập đám đấu. Vì tôi sẵn tự ý. Tôi mặc yếu rồi. Đủ. Hello, là bây giờ là đi của nào? Chiếu vào, chiếu chiếu vào. Cái thao, gần băng nào. Ok. Đây, huấn luyện viên gì vậy? Liên đổ vậy? Đây, cầm túi liên cho coi nè. You can't ignore it. I'm transforming now, these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm performing, never boring, now you can't afford it. Champagne, Perrier, Vintage friends on my face. Looking like I'm from the deep, these no Cartiers. Yeah.
sao lỗng cái thùng lỗng này, lỗng cái trống lỗng này, vô vô đi, vô đi. Love is love. Love is love. Adios.